Sữa ấm thì tớ không có đâu, nhưng tớ có một câu chuyện còn ấm hơn cả sữa đấy. Ô, chuyện gì mà ấm hơn được sữa thế Tít? Nhưng trước khi đến với câu chuyện này, chúng mình sẽ khởi động bằng việc ghép chữ với từ sữa nhé. Đồng ý, để tớ tìm những từ có thể ghép đằng trước cho. Đó là ly, hộp, bò, uống, vắt, hoa, đến lượt Tít. Những từ đứng sau có thể ghép được là sữa bò, sữa chua, sữa tươi, sữa dê, sữa bột và sữa mẹ nữa đấy. Xong rồi, Tít mau kể chuyện đi thôi. Được rồi, đây đây, ngày nảy ngày nay. Một ly sữa. Đói quá, mình chẳng còn đồng tiền nào mua bánh mì cả. Cậu ơi, cậu làm sao đấy? Mình đói quá, cậu có thể cho mình xin một cốc nước lọc được không? Đương nhiên là được rồi, cậu chờ tớ một lát. Cậu ơi, cậu uống đi cho nóng. Tớ không có tiền để mua sữa đâu. Không, chỉ là một ly sữa thôi mà, tớ có thể tặng cậu. Thôi, tạm biệt cậu nhé. Ôi, tớ, mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn. May mà mình còn sống, nhưng lấy đâu ra tiền để trả viện phí đây? Viện phí của bạn đã được thanh toán bằng một ly sữa. Bạn còn nhớ tôi không? Tôi xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai. Tôi chính là người mà 20 năm trước được bạn tặng cho một ly sữa. Tôi đang tỉnh hay đang mơ thế này? Thật không ngờ. Nếu không có bạn, tôi đã không có ngày hôm nay. Bạn là một cô gái thật nhân hậu và tốt bụng. Ôi, cảm động quá. Đúng là một câu chuyện thật ấm áp. Khi cho đi một ly sữa, có lẽ cô bé không thể ngờ là mình sẽ được trả ơn. Cậu biết tớ rút ra bài học gì không? Bài học gì vậy Tít? Đó là sữa sẽ ngon hơn khi uống nóng. Ha ha ha, Tít thật là. Còn tớ thì nghĩ, cho đi là còn lại.